Đôi vợ chồng điều khiển xe máy chở theo bé gái tới một giữa hải sản, gian cảnh để bé gái vào bên trong quầy thu ngân trộm điện thoại rồi lên xe tẩu thoát. Vụ việc vừa xảy ra vào trưa nay. Theo hình ảnh camera ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 phút trưa nay tại dựa hải sản nằm trên đường Trần Quang Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thời điểm này, đôi vợ chồng điều khiển xe máy chở theo bé gái ghé vào giữa hải sản gian cảnh lựa hải sản và hỏi nhân viên bán hàng để đánh lạc hướng cho bé gái khoảng 5 tuổi đi vào bên trong. Lợi dụng nhân viên bán hàng sơ hở, bé gái nhanh tay lấy chiếc điện thoại trị giá hơn 30 triệu đồng rồi chạy ra xe. Lúc này cả ba nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc đã được chủ dựa hải sản trình báo đến công an phường Hưng Lợi để truy bắt đối tượng.